chị dành cho bà con thời gian đi, em sẽ giải quyết. Dạ, dạ. Vào năm 2018, sự việc một khán giả bất ngờ tiến lên sân khấu để thông báo bị mất vàng, trị giá hơn 30 triệu đồng, tại sự kiện mà Phi Nhung tham gia biểu diễn đã gây chú ý suốt thời gian dài. Tại thời điểm đó, Phi Nhung rất khó xử, tuy nhiên giọng ca áo mới Cà Mau vẫn bình tĩnh, khuyên vị khán giả xui xẻo xuống dưới. Bản thân cô cũng như ban tổ chức sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Sau đó, nữ ca sĩ chia sẻ với khán giả, quý vị cũng đã biết là Phi Nhung nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và Phi Nhung làm bao nhiêu tiền. Phi Nhung không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nuôi các cháu ăn học không lớn. Tối hôm nay có anh chị rất là nghèo mà bị xui. Với em, vàng không là gì hết, nhưng đối với những người nghèo, nó là những điều to lớn. Cuối cùng, nữ ca sĩ đã dành hết số tiền cát xê buổi tối hôm đó là 10 triệu đồng để trao lại cho khán giả bị mất tài sản. Tưởng sự việc trên đã chìm vào quên lãng, tuy nhiên cách đây ít phút, nữ ca sĩ đã viết dòng trạng thái dài, chia sẻ vì bị dân mạng đào lại chuyện cũ và đưa tin bị đặt, vu khống rằng cô có liên quan trong vụ mất vàng trước đó nên bị công an triệu tập. Điều này khiến Phi Nhung cực kỳ bức xúc. Những trang tin tức này còn ghép hình của giọng ca Nỗi Buồn Chim Sáo bật khóc với hình các cán bộ công an. Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng tức giận. Cô nhấn mạnh rằng đây là chiêu trò trẻ con và khán giả sẽ không dễ dàng bị lừa bởi các tin đồn nhảm này. Cụ thể, Phi Nhung chia sẻ bức ảnh chụp màn hình những clip trên YouTube có tiêu đề khá nhạy cảm như lô hình ảnh Phi Nhung bị công an triệu tập vì trộm, Phi Nhung bị công an triệu tập vì vụ mất vàng. Bên cạnh đó, cô thông báo đến mọi người để cẩn trọng với những thông tin này. Giọng ca áo mới Cà Mau viết trên Facebook cá nhân, các em có gì khác làm không nè, chứ làm vậy không ai đọc nữa đâu. Khán giả bà con cô bác bây giờ rất giỏi về thông tin mạng xã hội lắm nha, nên không vào đọc mấy cái tin nhảm như vậy nữa đâu. Các con của chị mới 4 tuổi nó cũng biết phân biệt thông tin nào đúng và nào sai nữa đó em, nên các em cố gắng học hỏi thêm nữa rồi mới ra trường nha, chị bó tay luôn. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng thể hiện thái độ không hài lòng với hành động này. Một số tài khoản bình luận, đúng là mấy người này không còn việc gì để làm nữa, vô duyên vô lý vậy mà cứ làm trò cho được. Cái này là tung tin vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác rồi. Em đọc thấy buồn cười quá, đúng là trò con nít. Bên cạnh đó, một số khán giả khuyên nữ ca sĩ nên có biện pháp pháp lý với những kênh thông tin này để tránh ảnh hưởng đến tên tuổi. Được biết, đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lên tiếng đáp trả cực căng trên mạng xã hội. Không chỉ Phi Nhung, những fan chân chính của cô cũng vô cùng bức xúc vì thần tượng bị lợi dụng hình ảnh để chiêu trò. Với các bạn, bạn nghĩ sao về thông tin bức xúc này? Hãy bình luận ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tụi Chơi Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.